Em trai của mình nè các bạn ơi. Em ơi. Em ơi. Đây đây đây. À, đây nói chung là chị có bức xạ không phải vậy. cho chị cảm nhận đâu, không quay mặt đâu, che mặt lại. Rất là mềm. Rất là mềm. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp đẹp. Mình là Simmy ăn nho và chào quay trở lại với video của mình và chào quay trở lại video của mình thôi. Ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để nút đăng ký, và sau khi bấm nút đăng ký thì các bạn đừng quên bấm cái chuông bên cạnh và bấm tất cả thì những video mới nhất của mình sẽ thông báo cho các bạn luôn. Đó. Thì hôm nay sẽ là một video rất là đặc biệt và rất là hấp dẫn và rất là. Nói chung hôm nay chỉ là một video quảng cáo sản phẩm thôi. Nhưng mà nó rất là đáng. Thì như các bạn đã biết thì hiện tại thì gọi là shop, gọi là erotic của tụi mình đã ra một sản phẩm mới, đó chính là sản phẩm gối Mèo Simmy Chibi. Đó các bạn thấy không? Đó rất là cute luôn. Thì hôm nay mình gọi là cũng đã có đặt hàng và nó ship rất là nhanh luôn. Ủa đâu rồi ta? À quên, sản phẩm đâu? Ui, trời ơi, đúng to luôn, trời các bạn nhìn này. Wow, đúng to luôn các bạn ơi. Thì ship rất là nhanh luôn các bạn, kiểu như là hôm nay đặt là có thể là 2 ngày sau các bạn nhận được rồi. Mình không biết sao chứ mình mới đặt hôm qua thì hôm nay mình đã nhận được rồi. Đó, ship rất là nhanh luôn. Và khi các bạn mua sản phẩm thì sẽ được tặng kèm thêm một cái móc khóa của Hero Team nữa. Và free ship nha mọi người, free ship đấy, không có cọc tiền ship đâu. Bây giờ mình sẽ mở gọi là cái sản phẩm này ra nha các bạn. Đó, rất là to luôn. Wow, hấp dẫn quá. Cắt từ từ thôi nha, không là rách bé Simmy của tôi đó. Wow, hai mặt luôn các bạn ơi. Đó, rất là đẹp luôn. Tôi vuốt lại cái tóc đã, tóc tôi như kiểu kỳ cục quá. Hai mặt luôn. Ok, bây giờ bọc kỹ thế. Để các bạn thấy không, bọc kỹ mà free ship mà còn tặng kèm thêm móc khóa nữa. Đây, thì những bạn nào mua sản phẩm này thì sẽ tặng kèm thêm móc khóa. Wow, các bạn ơi, nhìn nè. Wow, đúng cute luôn á. Wow, nhìn này. Wow, ôm rất là sướng luôn á. Wow. Và chất liệu vải rất là gọi là mềm luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Và rất là đẹp luôn. Cái này không phải là vải, cái này là vải lông luôn nha, chứ không phải là vải thường đâu nha. Cái này là gối này các bạn ơi, ruột gối nè. Wow, trời ơi, đúng chất lượng luôn các bạn ơi. Ôi, trời ơi, chất lượng quá anh Trúc ơi. Ok các bạn, thì mình sẽ đặt đường link mua cái con gọi là gối ôm nhà Simmy này ở dưới. Thì bạn nào muốn mua thì các bạn cũng đừng quên cất vào đường link đấy và các bạn mua nó nha. Và nó hoàn toàn free ship và các bạn có thể tặng kèm móc khóa Hero Team này. Đó, free ship nha mọi người. Và chất liệu rất là hấp dẫn luôn. Wow, trời đẹp quá. Trời, cái này ôm rất là đã tay luôn bạn ơi, như này. Đúng sướng luôn á. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi khoe cho gọi là Phong Cận và Sammy Đào coi phản ứng của hai người đó khi xem cái gối ôm nhà Simmy như thế nào nha. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ đem bé này đi khoe nha mọi người. Ok. Quay cầm trước khó quá. Ok, mở cửa này. Wow, ánh sáng cho lóa. Ok. Ôm bé Simmy đi khắp thế giới các bạn thấy không? Đó. Cute dễ sợ luôn. Cái tóc mình đang hơi bết một chút nên mình sẽ không quay mặt nha mọi người. Trời gì cứ teo, mình đang ôm bé đi chơi nè, bay nè. Ok các bạn ơi, thì đây, chân bé Simmy nè. Không biết bây giờ mình sẽ chọn phòng ai trước ta? À, phòng của Phong Cực. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ cốc, bây giờ gõ cửa nha các bạn. À, dấu bé này sau lưng nè các bạn ơi. Cốc. Ai gọi đó? Tôi là gấu. Nói chung là hôm nay mình có một bất ngờ nhưng mà không phải dành cho bạn. Liệu bạn có cho mình vào đây không? Ôi dìa. Ôi mà ơi. Trời ơi. Nói chung là hôm nay tôi có một cái bất ngờ nhưng mà không phải dành cho ông. Liệu ông có muốn gọi là xem nó không? Bất ngờ ông dành cho tôi xem làm gì? Thì đây là một sản phẩm của Hero Team. Đó. Trời ơi, biết là sản phẩm của Hero Team rồi nhưng mà cái gì? Chuẩn bị nha, 1, 2, 3. Oh my god. Ôi. Có rồi hả? Có rồi. Ôi, sao? Thương vậy? Ông cảm nhận ở trên ảnh với ngoài đời nó khác nhau cái gì không?
ở ngoài này thì thật sự á, tôi nhìn trên ảnh á, tôi tưởng là cái hình này nó bò nhỏ, lắm, ai vậy đây nó nhìn nó rất là to và nhìn đó. Nó có rất là gọi là sao ta, màu rất là đẹp luôn á. Đó và thấy wow. Nó rất là to, ôm thử đi, ôm thử đi, nó rất là. Ui mềm phết nha. Đó. Bên trong đây nó có bông hay gì không? Không, nó không hề dùng bông luôn, đây là ruột của gối luôn á, đây là ruột gối á. Ruột gối luôn. Đó. Không không lo bị gọi là bị lòi bông ra ngoài. Đó. Wow. Rất là hay luôn mà các bạn, chất liệu. Ê khoan, ví dụ như cái này mà bị dơ ha, mình có thể moi cái ruột ra xong mình đem vỏ mình đi giặt được luôn á. Đó. Đấy, rất là xịn luôn. Đó. Wow. Và đặc biệt sản phẩm này free ship. Đó. Free ship luôn hả? Ừ. Mấy bạn gọi là mua hàng thích free ship lắm luôn á. Đó. Nhưng mà cái vải này cực kỳ, thấy gọi là cực kỳ dày luôn nha, rất đó. Là tốt luôn á. Nó không phải là vải trơn các bạn, nó là vải lông nè các bạn thấy không? Đó rất là. Ê khoan, với lại nó gọi là sao ta, mình phải nói là nó rất là khó rách được luôn á, mình nói thật. Cái này bạn xé cái nào cũng không rách được luôn á, vải đó. Chắc lắm. Ui. Xịn phết nha. Không đó. Biết bao giờ mới có được gọi là hình phong cận TV ta. Nếu mà sản phẩm này được ủng hộ nhiều thì chắc chắn những tham viên khác sẽ gọi là có, và chắc chắn sẽ có phong cận nữa. Ta da da, nên phong cận yên tâm đi nha. Và ok thôi, phong cận cứ chơi game thì mình sẽ review tiếp. Thôi, vậy cho mượn xíu luôn. thật ra tôi thấy này cũng đẹp đẹp, tôi tính mua rồi nhưng tôi sợ Sammy quýnh tôi cho nên tôi không dám mua. Ủa sao vậy? Đẹp mà. Tôi hiểu mà, tự nhiên tôi ôm Sam đánh tôi sao? À ok, và đây bây giờ chúng ta sẽ gọi là test sản phẩm nha các bạn. Nó để các bạn nhìn xa xa. Wow, Simmy đang creeper. Để creeper. Đó, rất là dễ thương luôn. Mình có thể gọi là để đây luôn nè. Đó. Dù ở đâu thì bé Simmy vẫn nằm ở trên giường. Đó, rất là cute luôn. Hi hi, nhỏ nhỏ. Simmy à, mày hãy cẩn thận. Tối nay mình sẽ qua mình cướp nó đem về phòng mình nè. Con gói sẽ là của mình. Con đi thôi. Sợ quá. Thôi bye bye, con cẩn nha. Ok, bye bye. Ok, được rồi. Bye bye. Nhớ đăng ký ủng hộ Phong Cận lên chịu subscribe nha. No no no. Thôi mình đã giỡn thôi, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Phong Cận nha. Nha. Ok, được rồi. Thì cảm nhận của Phong Cận thì Phong Cận bảo sản phẩm này rất là tuyệt vời luôn. Đó, trời ơi, được khen rồi, vui quá. Ok, hình như đây là phòng của chị Sammy Đào này. Bây giờ mình sẽ vô đây hỏi ha. Cốc, cốc, cốc. Ngay. Cốc, cốc, cốc. Ai vậy? Là em nè. Bây giờ mình sẽ mở cửa, có qua. Ôi, chỗ lâu quá à. Vô tiếp. Hello. Yeah, mà đang cướp băng trộm gì vậy? Ôi, trời đất, sao lúc nào chị cũng nghĩ em băng trộm vậy? Nói chung là em có một cái bất ngờ này cho chị, nhưng mà nó không phải dành cho chị. Ủa là sao? Thì bất ngờ cho chị, không phải dành cho chị. Là sao cưng? Thì nói chung á, là nói là... Đang bận, quay gì mà quay. Mệt nữa luôn. Sao đang bận quay clip này các bạn ơi? Nói chăm chỉ mà sao? Rồi bây giờ em sẽ cho bất ngờ về chị đếm 1, 2, 3 đi. Dạ. Đếm 1, 2, 3 đi. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quá đi. Ủa gì á? Tan 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 tan. Gấu ôm nhà Simmy Chibi. Ủa đẹp chưa? Đẹp vào. Wow. Cảm xúc. Ủa, có chữ ký luôn nè. Đó, chữ ký của mèo Simmy này các bạn ơi. Đó. Và chị cảm nhận gọi là giữa gọi là sản phẩm ở ngoài đời vợ trên ảnh đi, cảm nhận của chị như thế nào? Ôi, cái này là lông mềm nè, lông mềm luôn á. Lông mềm mà. Wow, chị đừng là bằng vải thôi, để ra bằng có lông mềm luôn nè. Ủa, ôm sướng ta. Sướng không? Nhưng mà cảm nhận ở trên ảnh với ngoài đời nó khác nhau gì không? Khác nhau. Trên ảnh tưởng mơ, tại vì tưởng là bằng vải, thế ra là bằng vải lông nè. Ủa sướng đấy. Đó, mà chị thấy nó to, ôm thử đi. Ủa sướng nè. Cái này để tay được nè. Ủa bao tiền bây giờ, bao tiền đắt không vậy? 242 ngàn và free ship và còn tặng. Và còn tặng kèm thêm móc khóa hero team nữa. Đúng vậy? Đó. Móc khóa nè. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi chứ. Đó. Bây giờ về sau Simmy thử để coi giống kiểu hình tượng đây trang chỉ đúng không? Đúng rồi. Để trang chỉ để đây cũng được rồi đó. Đó. Bạn là thương Simmy là kiểu này nè, vừa chơi game vừa ôm Simmy đó. Đó. Rất là dễ thương luôn. Đó. Các bạn thấy không? Đó Simmy đang nằm. Cái này là gì vậy? Cái này là lúc mà giặt kéo ra lấy bông ra đúng không? Và cái này là không phải là bông đâu nha, cái này là ruột gối đàng hoàng luôn á. Wow. À vậy có nghĩa lúc mà gối chị mà thiếu lộn bông thôi chị lấy cái này được không? Chị nhắc vào đi. Trời, bà có dê quá à. Đây, bây giờ để em trang trí thử ra. Đây đây. Trang trí đi. Đây bây giờ mình sẽ cho đây, sao mình có một cái góc rất là đẹp luôn bạn ơi. Đó. Ta ta ta. Nhá, tôi đang ngồi nè. Cái đó rất là đẹp bây giờ. Em trai của mình nè các bạn ơi. Em ơi. Đây. À đây, nói chung là chị có một chị có một sản phẩm. cho chị cảm nhận đâu, không quay mặt đâu, che mặt lại. Cảm nhận của em như thế nào khi cái gối này. Che mặt của che thằng này. Dạ, không lấy ai con che rồi. Cảm nhận. Rất là mềm. Rất là mềm.
đẹp không? Đẹp không? Đẹp, 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 đẹp. Đẹp không? À có mẹ mình này các bạn ơi. Mẹ, mama. Sản phẩm của con rẻ này đẹp không? À quà đây, sản phẩm của người con gái rất là đẹp. Mẹ cũng rất thích. Con mua cho ai vậy? Không, cái này là con bán, tức là sản phẩm này là hero team gọi là sản xuất ra và bán cho những bạn fan của con á. Mày thấy đẹp, mày thấy có đẹp không? Cảm nhận quả đẹp, mà sản phẩm này ai làm ra vậy? Của anh Trúc làm cho con đấy. Đó thì con giới thiệu sản phẩm này thì các bạn đừng quên mua nha, rất là đẹp. Mày thấy đẹp không? Đẹp. Đó, mẹ mình cũng khen đẹp. Ok, cảm ơn mẹ nha. Ok các bạn ơi, đó mình thấy sản phẩm của anh khen đẹp hết trơn á. Em ơi xem nấp vậy, trời ơi em trai mình nấp các bạn ơi. Ok, bé là quá là dễ thương luôn các bạn ơi. Thì nãy trừ là đi qua bao nhiêu con người em trai mình này, mẹ mình này, và có cả Simmy và gọi là gì ta, Phong Cận đó. Đó thì các bạn đừng quên mua một bé Simmy cute này về nhà để trưng và để ôm nha, rất là dễ thương luôn. Và free ship và còn tặng thêm một móc khóa của Aero Team nữa, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mình thấy các bạn mua về bạn, các bạn sẽ không gọi là tiếc tiền đâu, thực sự luôn. Rất là cute luôn nha. Ok các bạn. Nói mệt quá. Ok các bạn, video của mình như này thôi, các bạn thấy như nào thì các bạn cũng đừng quên bình luận video cho mình biết nha. Và mình sẽ để link shop ở dưới. Và bạn nào muốn mua bé này thì các bạn đừng quên kích vào cái đường link này và các bạn mua bé này. Và ship rất là nhanh luôn. Ví dụ hôm nay các bạn đặt thì mai sẽ có liền luôn. Đó, các bạn đừng quên nhanh tay mua nha. Ok, thôi giờ bye bye mọi người. Anh nhau.